Trời ơi, hôm nay vừa mới đi ăn sáng về. Thì hôm nay là mình ở đâu ta? Hôm nay là mình ở Messina hả? Messina ở Italy luôn. Thì tàu của mình cập bến từ lúc 9 giờ và rời bến vào lúc 6 giờ 30. Đó. À, không, có nghĩa là 9 giờ á là sẽ cập bến, và thời gian 9 giờ này thì mọi người có thể đi ra ngoài thành phố chơi và phải trở lại tàu lúc là 6 giờ 30 phút, rồi 7 giờ là mình sẽ bắt đầu đi, thì mà mình sẽ đi tới Manta. Ăn sáng xong rồi thì Hana về phòng. Thì mọi người ở đây một điều đặc biệt nha, là cái phòng á ở trên cái hạng Jazz Club này, là sáng á là mình rời khỏi phòng thì cái chị quản gia chị sẽ vô chị dọn, rồi xong rồi hả chị sẽ để báo mỗi ngày. Mỗi ngày sẽ có báo là The Mirror nè, đó, Daily Mirror. Rồi buổi trưa mình ra ngoài mình ăn, buổi trưa mình ra ngoài mình ăn trưa thì chị cũng sẽ vô dọn giày dép các thứ đồ này kia, là chị sắp xếp lại là rất là gọn gàng luôn. Rồi quần áo trong vali của mình nữa hả, mình giày đồ dơ của mình dục lung tung hết luôn, chị sắp xếp rất là gọn gàng. Và buổi tối trước khi mà mình đi ra ngoài mình ăn á, đi ra ngoài ăn tối là trở về là phòng cũng gọn gàng luôn. Có nghĩa là khi mà khách vừa bước ra khỏi phòng để đi đâu đó là quản gia sẽ vô dọn hết, xếp sắp xếp giường đồ này kia hết luôn. Đây, bàn trang điểm, giường đây. Đó. Giường rồi tủ rồi các thứ là chị sắp xếp hết gọn gàng hết tất cả mọi thứ luôn. Đó. Rồi hút bụi, trải lại giường. Tất cả mọi thứ đều rất là perfect luôn. Xin mời mọi người cùng đi ra ngắm Messina, Italy nha. Sicily, Sicily. up, 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 Oh. Xin mời mọi người. Được cái phòng của Hana là nó có ban công, thì là có từ tầng thứ mười mấy lên nó mới có ban công, từ tầng 6 trở xuống thì nó ý từ tầng 8 trở xuống thì không có ban công nha mọi người. Đó thì mọi người nhìn đây là toàn cảnh của Sicily. Đó. Thì từ Sicily này á là qua bên Italy có 3 km thôi, 3 km thôi là tới Italy rồi. Ngày nào cũng vậy, sáng nào cũng vậy, là Hana ra ngoài bên ngoài cái ban công này ngồi ngó biển rồi ngó đường phố rồi gì kia, trong cái lúc mà tàu đang chạy luôn mày, thì mình ra đây mình ngồi chiêu lắm. Mọi người nhìn thấy biển rồi này kia tự nhiên cảm thấy là nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là thanh bình luôn. Trong 10 ngày này thì mình đi du lịch ở châu Âu mà ở trên thuyền này thì làm cho Hana kiểu cảm thấy giống như thanh lọc cơ thể mình, tránh xa khói bụi tiếng ồn các thứ ở trên biển, ban đêm cũng vậy rất là yên luôn. Tự nhiên mình nhìn cuộc sống nó mênh mông, nó khang khang dữ lắm luôn mọi người, nên là khi mà mình đi du lịch nhiều á, tự nhiên cái con người của mình, đầu óc của mình nó cũng sẽ thay đổi, mình sẽ nhận ra, mình sẽ thức tỉnh được nhiều thứ á. Nên là lần này về hy vọng là Hana sẽ kiểu hoàn thiện cái bản thân mình hơn á, rồi cố gắng làm việc để mỗi năm mình kiếm tiền mình đi du lịch chỗ này nữa đó. Thì á là để mà đi du lịch qua nhiều nước giống như là Ý, Pháp, rồi Manta, Barcelona rồi này kia, thì thật sự thì những cái nước này nó rất đẹp. Nó có cái bề dày lịch sử rất là lâu đời lâu năm, và tất cả những cái lịch sử đó nó xuất phát từ 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 Hy Lạp mọi người đó. Thì mình thấy á, là đi để mà trải nghiệm, đi để mà du lịch, để thưởng thức, để mà nhìn nhận biết, mình sờ được những cái văn hóa, những cái di tích lịch sử đó thì rất là tốt. Nhưng mà để mà sinh sống ở những cái nước này thì Hana thấy là ở ship vẫn ok hơn. Mọi người nhìn thấy cơ sở vật chất với như nhà ở này kia ở đây. Mọi người nhìn thấy khi mà mọi người đi qua bên châu Âu, mọi người chê nhà cửa ở ship xấu rồi cũ rồi này kia, nó không bằng Việt Nam, đương nhiên là châu Âu bây giờ nó sẽ không thể nào so được với châu Á đó. Nhưng mà để mà so ship với lại những cái nước khác thì Hana vẫn chọn ship ha. Mọi người nhìn thấy nhà cửa nó rất là cũ, ở ở Sicily này nó còn có một ở nhà ở Italy ở Ý, như giống như là ngày hôm qua Rena Hana tới nè, nó cũng nhà cửa nó cũng rất là xấu luôn mọi người, xấu lắm, nó cứ nhỏ nhỏ mà nó cổ cổ nó cũ cũ, nó nhìn nó rất là xấu, nên là Hana vẫn chọn là sống ở ship. Và cái
cái mà tiền để mình tiêu xài ở ship, cái giá cái gọi là gì ta, là cái chi phí sống ở ship nó cũng rẻ hơn cái nước quốc gia này, và cái cuộc sống ở ship nó nhẹ nhàng hơn. Nên là Hana chấm ship là 10 điểm mọi người. Ok, bye bye mọi người. Hẹn gặp lại trưa nay khi mà Hana đi du lịch, đi tham quan đi hả? Ở đất liền nha. Bye bye. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha. Bye bye.